Thắng Lê xin chào anh chị và các bạn. Trong cái video chia sẻ CAD này, Thắng Lê hướng dẫn các bạn một cái công cụ CAD khá hay. Nó giúp cho các bạn chọn nhanh đối tượng trong cái quá trình mình vẽ. Khi các bạn chọn nhanh mà các bạn không thể dùng Quick Select, không thể dùng Filter, không thể sử dụng cái công cụ là Select Similar, tức là chọn đồng dạng này, tương tự này, thì còn một công cụ giúp các bạn nữa là Fast Select. Đây, công cụ này sử dụng như thế nào, mình hướng dẫn các bạn tìm hiểu và ứng dụng nó nha. Đầu tiên là mình tìm hiểu cái công cụ này trước. Cái công cụ này có cái phím tắt là FS, bạn gõ là FS Enter toàn phím á. Rồi để mình tìm hiểu nó thì bạn sau khi bạn nhập lệnh xong rồi, bạn nhấn F1 để mình tìm hiểu nó. Thì khi các bạn muốn tìm hiểu một cái lệnh CAD mới đó, thay vì các bạn phải vào trong Google, các bạn search, bạn tìm thông tin để các bạn đọc, thì các bạn có thể nhập trực tiếp cái lệnh vào trong cái dòng comment và sau đó bạn nhấn F1 thì nó tự động cái chương trình hỗ trợ HEP của AutoCAD. Lưu ý mình phải đang Internet phải đang kết nối, thì khi đó nó sẽ kết nối trực tuyến luôn và nó mở lên cho các bạn. Thì nó đây nè, các bạn xem FS là công cụ nè, giải thích nè, là cái công cụ chọn nhanh. Cái này là nó sẽ tạo ra một hàng, nó sẽ chọn hàng loạt các đối tượng mà chạm với lại cái đối tượng mà các bạn chọn. Cái công cụ này là nó yêu cầu các bạn là chọn line, body line, cung tròn, vòng tròn, chỉ những đối tượng này thôi nè các bạn. Đây nó giới hạn trong đây thôi này, gồm có line nè, body line, cung tròn, hình tròn, rồi những cái test, m test, ellipse, hình ảnh vân vân. Và cái lệnh này nó được kiểm soát bởi cái biến là fs mode. Fs mode thì nó có hai cái chế độ, một là nó off, nếu nó off thì này theo mặc định, theo mặc định thì nó off. Khi mà fs mà nếu mà nó đang off á, thì cái lệnh FS này nó chỉ chọn những cái đối tượng mà nó đang chạm với cái đối tượng các bạn chọn thôi. Đây, ví dụ trừ cái tình huống đầu tiên này các bạn thấy nè. Tức là khi mà mình chọn cái line này nè, thì nó chỉ chọn những cái gì mà đang chạm, va chạm, đang tiếp xúc với lại cái đối tượng các bạn chọn. Thì trong trong tình huống này là mình chọn cái line nè, các bạn thấy nó ví dụ bên dưới nè, cho cái tip, cái mèo nó chỉ các bạn nè. Giả sử mình chọn cái line này thì nó chỉ chọn cái line này và cái vòng tròn thôi, nó không chọn cái line thứ ba, nó không chọn cái dòng chữ. Lý do là cái dòng chữ này nó không có chạm vào cái đối tượng thứ nhất mà mình chọn, được chưa các bạn? Còn nếu tiếp theo FS mode, nếu mà các bạn để nó là on thì nó sẽ chọn tất cả những đối tượng mà nó đang chạm với đối tượng được chọn, cũng như bất kỳ những đối tượng mà đang chạm với đối tượng đó, tức là nó mắc xích, nó chen lại với nhau luôn. Và những cái đối tượng được chọn và cái quy trình chọn này nó sẽ tiếp tục nó diễn ra cho đến khi mà nó không còn thấy những đối tượng nào được chọn chạm vào đối tượng trước đó thôi, được chưa các bạn? Còn cái đây là nó ví dụ cho mình xem. Đây, trường hợp này là cái ví dụ này là bạn để FS mode bằng off, khi xin lỗi on, khi bạn để on á thì khi bạn chọn cái line này cái thì nó sẽ chọn luôn cái vòng tròn và nó chọn luôn cái line này. Nói chung những cái đối tượng nào mà nó cứ nó mắc xích, nó va chạm với nhau là nó mắc xích, giống như là một cái luồng điện vậy đó. Bạn tưởng tượng đây là những cái dây dẫn kim loại, khi mà bạn cho dòng điện vào đây thì cứ anh nào mà cứ dính với chạm tới là cái dây điện đó là sẽ bị dẫn điện, và tiếp tục anh nào chạm tiếp theo thì nó chọn hết đối tượng luôn. Nó giống như là bạn tưởng tượng những cái dây dẫn kim loại dẫn điện vậy đó, cứ chạm vào nhau là có dòng điện rò ra hết là nó chọn hết. Đó là có hai chế độ. Rồi bây giờ mình lấy ví dụ cụ thể trên cái bản vẽ này. Chẳng hạn như bây giờ mình nhập lệnh FS nha. FS mặc định là FS mode nó đang bằng off á. Này bạn nhìn khi nhập FS Enter các bạn thấy nó báo là off ở đây nè. Rồi nó yêu cầu các bạn là select touching object, tức là chọn cái đối tượng mà bạn cần chạm. Ví dụ mình chọn vô cái line nè, mình chọn vào cái hình này nè. Thì bạn xem những cái nào chạm với nó là được chọn thôi, nó đang off nè. Thì còn có cái line đứng và những cái đối tượng bên dưới. Đây bạn thấy chưa? Nó chỉ chọn cái line này và cái line nằm ngang thôi. Nó không chọn những đối tượng khác, bạn thấy chưa? Bây giờ mình thử mình chọn qua F, mình nhập là cái biến FS mode. Các bạn cho cái biến này nó on, bạn nhập chữ on luôn, on enter. Rồi nó đã on lên rồi. Bây giờ bạn nhập lệnh FS enter, bạn chọn vào đây thử. Bạn thấy nó chọn hết bản vẽ luôn nè. Đây. Nó đang tìm những đối tượng nào mà cứ va chạm với nó đó, bạn thấy nè, cứ va chạm với nó được chọn hết. Giờ mình move đi nè. Bạn thấy nó move đi rất là nhiều không? À, tức là những cái đối tượng nào mà va chạm với nó được chọn theo hết. Hoặc là mình qua một cái ví dụ cụ thể tiếp theo. Chẳng hạn như mình muốn chọn nguyên cái dải đèn này nè. Cái tình huống thứ nhất là mình chỉ muốn chọn cái nhóm đèn, cái nhóm thứ nhất này thôi.
Thì thông thường các bạn dùng cursor sổ bạn bôi chọn đúng không, nó mất thời giờ đó. Nhiều khi nó lâu rồi bạn nhập vào FS. Rồi bây giờ mình bạn lít vào một cái line nè, cái này cái đường bôi line nó đang dính lại với nhau. Thì đây bạn để ý nè, do mình đang để cái chế độ F Fast Mode nó đang bằng đang on, thành ra những cái nào mà chạm với nó là chọn hết. Bây giờ mình chỉ chọn những cái gì mà chạm với nó cấp 1 thôi, chọn chạm cấp 1 thôi. Rồi nhập vào FS Mode, cho nó off, off là về mặc định đó. Rồi nhập FS Enter nè, lít vô đây một cái. Thì bạn thấy nó chỉ chọn những cái gì chạm với nó, cụ thể là cái này chính là body line, chú ý chỉ chọn được body line những cái mà nó nhắc các bạn thôi. Bây giờ mình thử mình chọn vô hát nó cảnh báo nè. Ví dụ như đây là cái mẫu hát này ha. FS Enter lít vô cái mẫu hát cái nó cảnh báo. Đây không phải, đây lock nó hiểu. Bạn vẽ bên đây có cái hát nè, đây mình thử mình vô hát nè. FS Enter lít vô hát cái. Thì nó cảnh báo nói là các bạn phải chọn line, body line rồi vòng tròn, cung tròn vân vân, thì nó liệt kê bên dưới ở đây những đối tượng mà nó hiểu. Bạn chọn line thì nó hiểu nè, đó được chưa các bạn. Rồi đó là cái công cụ FS, bạn chú ý khi sử dụng trong quá trình vẽ những đối tượng băng vẽ mà các bạn vẽ nó không, những cái băng vẽ mà nó không bài bản thì bạn dùng một trong các cái công cụ. Thứ nhất là quick select mà không được thì dùng filter, thì dùng select similar không được thì dùng fast mode, bạn nhìn vô bạn nhận dạng phải dùng cái nào ngay. Thì mình sẽ làm một cái video tổng hợp tất cả các công cụ chọn nhanh lại, những cái công cụ select, filter, select similar mình đã chia sẻ rồi. Còn hôm nay mình chia sẻ các công cụ này, mình sẽ làm video tổng hợp cho các bạn dễ hình dung. Rồi còn trong lệnh thì các bạn làm sao đây? Tức là trong một cái lệnh, chẳng hạn như bạn dùng lệnh, thực tế là bạn xài như thế này nè. Bạn nhập lệnh mu, giả sử mu enter, đó. Thì bây giờ có phải bạn cần chọn đối tượng không? Bây giờ mình muốn chọn đối tượng thì làm sao? Mình gọi cái công cụ fast mode ra. Bạn gõ vào dấu nháy FS, dấu nháy FS giống như FI gì đó. Dấu nháy là FS enter. Và sau đó mình lít vào này, đó thì nó chọn cho các bạn, đó, nó chọn rồi này, rồi mình cũng mua đi đâu đó, được chưa các bạn, nó giúp cho các bạn chọn nhanh đối tượng đó. Dấu nháy FS nha, ví dụ bạn nhập lệnh copy nè, CO enter nè, sau khi nhập lệnh xong rồi, bạn gọi cái công cụ fast mode, fast select ra bằng cách là nháy nè, FS enter, rồi sau đó bạn chọn, ví dụ mình chọn cái line này đi, thì như thế nào chạm với nó được chọn theo nè, các bạn thấy chưa, chạm với nó được chọn theo, đó, bạn điều khiển đi nè. Trường hợp mà bạn muốn chọn hết luôn, đây trường hợp mà mình chỉ muốn chọn cái đèn thôi, giờ mình muốn chọn cái trên kia và đèn thôi thì mình dùng dùng cái công cụ là để mình mua đi, chẳng hạn M enter nè, rồi nháy F FS thì bạn phải để F fast mode ra, phải off mới được. Nếu mà bạn để nó on thì khi bạn lít vào đây cái thì toàn bộ nguyên cái dải này có gì chọn hết. Rồi bây giờ mình chọn vô đây thì bạn thấy là nó chỉ chọn đèn và cái máng thôi, nó đưa ra được chưa các bạn. Bây giờ mình thử mình để fast mode này. Chuyển qua fast mode cho nó on. Rồi bây giờ mình nhập lệnh FS enter, mình click vào đăng cái thì nó chọn hết. Còn thấy nó chọn nguyên dải luôn, cứ cái nào dính tới nó là bị chọn theo, nó cứ dính là cứ mắc xích với nhau là bị chọn theo hết. Vậy đó. Rồi video mình kết thúc tại đây, xin hẹn gặp lại các bạn trong những video khác. Bạn thấy video này có ích thì bạn giúp thằng Lê chia sẻ nó cũng như là like, share để ủng hộ video. Và các bạn đăng ký kênh, khi mình chia sẻ video mới lên các bạn sẽ nhận được cái thông báo, các bạn xem bằng nhấn vào cái chuông á. Rồi các bạn để xem những tất cả những cái video khác mình đã chia sẻ từ trước đến nay á, thì các bạn vào trong cái mục mô tả bên dưới video đó, có cái mục mô tả mình để cái đường link bên trong đó đó, bạn click vào đường link thì bạn sẽ vào trong kênh, bạn sẽ thấy hết tất cả những video mình chia sẻ nha. Có nhiều bạn chưa biết cách vào kênh cho nên mình chỉ luôn.